Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog cuộc sống khám phá cuộc sống ẩm thực ngoài biển. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem một địa điểm mới mở khá là đẹp ở đây để cho mọi người đi có thể khám phá. Ok, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem một xíu nha. Cứ có cảm giác là mình đang ở Đà Lạt, tại vì ở trên này đó, độ cao rất là cao và sương mù. Cái view ở đây khá là đẹp nha, trên gần 1000 độ cao nhìn xuống dưới biển. Bây giờ mình sẽ review cận cảnh cho mọi người xem một xíu. Ở đây khá là hợp cho các bạn cặp đôi nam nữ tới đây để chụp hình. Thank you.